Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lập lờ trong quy định xử lý của thông tin chống phá công tác chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam vào hôm 14 tháng 10 năm 2021 vừa qua đã yêu cầu Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông phải xử lý nghiêm những người đưa tin lên mạng xã hội bị cho là xuyên tạc, tin giả, tin xấu, chống phá công tác phòng chống dịch, gây nghi ngờ, mất đoàn kết, ảnh hưởng đến tâm lý của các lực lượng tham gia phòng chống dịch. Như thế nào là đưa tin chống phá công tác phòng chống dịch COVID-19? Câu hỏi cũng được đặt ra. Và liệu đã có những quy định rõ ràng về vấn đề này hay chưa? Đây là hình ảnh cơ quan Công an thành phố Cần Thơ tống đạt quyết định xử phạt chủ tài khoản Facebook Nguyễn Thắng Phước. Nhà báo Võ Văn Tạo khi trả lời với đài FA từ Nha Trang vào hôm 15 tháng 10 đưa ra nhận định như sau. Nghị quyết của chính phủ yêu cầu ngành công an phải xử lý thông tin liên quan đến dịch mà họ cho là không đúng, không tốt. Thì tôi thấy không đúng đi một nghĩa khác và không tốt đi một nghĩa khác. Thông tin không đúng thì tôi nghĩ cần phải xử lý, tất nhiên là xử lý có nhiều cách. Thứ nhất có thể phạt hành chính, thứ hai là thông tin bịa đặt mà gây hậu quả nặng thì phải xử lý hình sự là tất nhiên, ai cũng đồng ý cả. Riêng với khái niệm phải xử lý thông tin không tốt thì theo nhà báo Võ Văn Tạo rất là mông lung, không rõ ràng. Bởi vì đối với người này có thể là cho là tốt, nhưng với người khác quan niệm lại là không tốt. Ông Tạo đưa ra dẫn chứng như sau. Cái đấy rất là khó, nó giống như trường hợp trong đợt dịch này mà chính phủ và các bộ ngành trung ương quy định hàng hóa phải là thiết yếu mới được lưu thông vân vân. Hay cho người muốn đi lại thì phải có mục đích cần thiết hay tối cần thiết hay không. Đó là những khái niệm định tính mà không định lượng, không cụ thể. Cho nên tôi e rằng những cái quy định xử lý thông tin mà nói là không tốt, đó không phù hợp với nguyên tắc soạn thảo các văn bản về pháp luật. Từ khi đợt dịch COVID-19 tái bùng phát vào đầu tháng 4 năm 2021, chính quyền Việt Nam đã tăng cường xử lý, thậm chí là truy tố những người bị cho là đã vi phạm quy định về chống dịch. Đơn cử là vào đầu tháng 8 đã có 12 chủ tài khoản Facebook đã bị chính quyền Việt Nam xử phạt với cáo buộc cung cấp, chia sẻ và đăng tải thông tin sai, gây hoang mang trong nhân dân về công tác phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là hình ảnh Công an Thành phố Vinh làm việc với chị N, sinh năm 1987, trú tại khối Phường Tiến, phường Hưng Bình, Thành phố Vinh. 12 người vừa nêu bị cho là có vi phạm Nghị định 15. Tuy nhiên, nghị định này đã bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích vì cho rằng là công cụ đàn áp tiếng nói của người dân, đe dọa tự do bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Hay vụ 3 người dùng mạng xã hội tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng vào ngày 2 tháng 7 đã bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này phạt hành chính 30 triệu đồng với nguyên nhân được cho là nói thông tin sai sự thật về COVID-19 trên mạng xã hội. Báo Nhà nước khi đưa tin về những sự xử phạt vi phạm lan truyền thông tin sai sự thật, phần lớn cũng không cho biết nội dung đã vi phạm quy định chống dịch mà người dùng mạng xã hội đã đăng tải là gì. Trao đổi với đài FA vào 15 tháng 10, nhà báo Nguyễn Vũ Bình cho biết ý kiến của mình như sau. Thật ra chưa có văn bản đó thì từ trước đến giờ họ vẫn làm như thế, nghĩa là họ vẫn phạt, bắt giam, khởi tố những người nói về chống dịch, những người phản biện. Bây giờ có văn bản, chắc họ sẽ tăng cường xử lý mạnh hơn nữa. Nó cũng không chỉ là có gì quá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng nó cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều. Theo tôi, những người lên tiếng phản biện nhiều rồi thì họ cũng không lo ngại nhiều chuyện này. Vì thật ra khi người ta dấn thân thì người ta đã xác định rồi. Chủ yếu chính quyền nhắm đến những người mới tham gia phản biện hay ở các tỉnh lẻ. Họ nhắm vào những người đó mới là vào họ triệt ngay từ đầu. Tất nhiên là việc đàn áp cũng ảnh hưởng ít nhiều, chứ nói không ảnh hưởng gì thì cũng không đúng. Trước đó vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa khởi tố bắt giam Facebook Phan Hữu Điệp Anh, 60 tuổi, sống tại quận Bình Thạnh với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều số 331 của Bộ luật hình sự vào năm 2015. Đây là hình ảnh Facebook Phan Hữu Điệp Anh, 60 tuổi, sống tại Bình Thạnh, bị cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Ông Phan Hữu Điệp Thanh trước đó đã đăng tin cho rằng
bức xúc trước những cách thức chống dịch COVID-19 của chính quyền, một người dân đã phẫn uất ngay giữa đường bức bách tự thiêu. Trường hợp của ông Anh là trường hợp đầu tiên đưa tin về COVID-19 bị khởi tố theo điều 331 của Bộ luật hình sự, vốn được dùng để kết tội những nhà hoạt động. Hầu hết các trường hợp khác bị xử lý theo Nghị định 15 trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Từ Hà Nội, luật sư Hà Huy Sơn khi trả lời đài FA vào hôm 15 tháng 10 cũng đưa ra nhận định như sau. Theo tôi, đăng tin chống phá thì thứ nhất, nó phải là cái tin không đúng sự thật. Thứ hai thì cái thông tin đó phải gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội hoặc những tin đó trái với các quy định của pháp luật hiện hành. Chuyện này cũng đã có hai mặt. Một mặt cũng làm ảnh hưởng đến những tiếng nói phản biện. Nhưng mặt khác thì nó cũng yêu cầu những người phản biện cần phải có dẫn chứng và căn cứ pháp lý trước khi lên tiếng. Tôi cho rằng nghị định này cũng có mục tiêu cực nhưng cũng có mặt tích cực. Mặc dù mạnh tay xử lý người dân nhưng với những cán bộ vi phạm chống dịch hay đưa ra những chính sách sai thì cũng chỉ bị tạm ngưng công tác hay kỷ luật mà thôi. Đây là hình ảnh Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam đơn phương lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt Linh Mục Đinh Hữu Thoại 7.500.000 đồng. Tuy nhiên, Linh Mục Đinh Hữu Thoại tuyên bố không chấp nhận và không tự nguyện nộp phạt mà sẽ khởi kiện ra Tòa án tỉnh Quảng Nam theo quy định của pháp luật. Điển hình như vào tháng 8 năm 2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất của cả nước, chỉ một ngày ra 3 văn bản lại thu hồi lại. Cả văn bản này đều được nói có những sai sót nghiêm trọng nhưng vẫn không có thông tin gì về việc xử lý kỷ luật ai. Luật sư Đặng Đình Mạnh khi trả lời đài FA liên quan đến vấn đề này trước đây cũng cho rằng rõ ràng là có sự bất bình đẳng giữa khu vực chính quyền và khu vực tư nhân. Người dân khi bị cho rằng có vi phạm luật lập tức bị chế tài, bị phạt nhưng ở khu vực công, tức là chính quyền có những việc làm được rút lại, có nghĩa là sự sai sót nhưng không hề được thông báo có cơ chế gì cả. Những quy định, chính sách mà để áp dụng thường xuyên bị thay đổi, sửa chữa. Chính bản thân điều đó cũng gây ra sự hoài nghi của những người dân đối với công tác của chính quyền. Dường như họ đang rất lúng túng với việc có những chính sách đúng đắn hay không. Còn Facebook Nguyễn Thị Dương, người nổi tiếng với hành động ném dép vào lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh vì bức xúc vụ khu đô thị mới Thủ Thiêm vào hồi năm 2018, bị phạt 5 triệu đồng vào hôm 2 tháng 9 vì chỉ trích chính quyền bỏ đói người dân trong dịch bệnh. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 22 tháng 7, bà Dương đã đăng một video lên Facebook cá nhân phê phán chính quyền phường Bình Trung Đông, Thành phố Thủ Đức bỏ đói, không cho người dân nhận cứu trợ và thiếu chăm lo đời sống cho người dân trong các khu phong tỏa. Công an thành phố cho rằng nội dung video này là sai sự thật. Đây là hình ảnh Facebooker Nguyễn Thủy Dương bị phạt 5 triệu đồng vì phê phán chính quyền bỏ đói người dân. Vào hôm 2 tháng 9, bà Dương đã phản đối quyết định này bằng một dòng trạng thái trên trang Facebook. Bà viết rằng, tại phòng làm việc, các anh nói có 4 nhân chứng chứng minh dân không đói, nói tôi có 40 nhân chứng chứng minh chính họ đói phải đi xin ăn. Tôi hỏi rõ các anh, rồi để làm gì bây giờ? Rõ ràng, tôi thể hiện thiện chí, không muốn căng thẳng với các anh. Tôi đề nghị các anh mới trực tiếp gặp nhân dân trong khu vực phong tỏa và dân tại khu vực phong tỏa cũng gọi điện thoại liên tục tới cho tôi. Tôi mở loa, dân đồng ý ra trước chốt chứng minh. Anh lại kêu tôi tắt điện thoại và từ chối đối chứng. Biên bản thể hiện rất rõ, tôi không thừa nhận mình sai. Dịch bệnh COVID-19 đợt thứ tư bùng phát từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhiều người dân khi các tỉnh, thành thực hiện giãn cách nghiêm ngặt. Người dân bị hạn chế ra khỏi nhà và các nhà máy, công ty đã phải tạm đóng cửa. Người lao động mất việc làm và nhiều nơi có lẽ mất việc vĩnh viễn vì nhà máy cũng đã phá sản. Trên trang Facebook và TikTok xuất hiện nhiều hình ảnh và video người dân bức xúc vì mất việc, không có thức ăn và không nhận được sự trợ giúp từ chính quyền. Theo Bộ Công an Việt Nam, trong năm 2020, Công an các địa phương trên toàn quốc đã xác minh làm việc với 650 trường hợp bị cho là đã đưa tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra ở Việt Nam. Trong tổng số hơn 650 trường hợp phải làm việc, đã có 146 người đã bị xử phạt hành chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 10 năm 2021 với bản tin
lập lờ trong quy định xử lý đưa tin chống phá công tác chống dịch COVID-19 ở Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.